Rorschach xuất hiện cùng với Nyro là hai kẻ tổ chức phao. Những thí nghiệm mang rợ biến con người trở thành smart đã làm nên sự khét tiếng của bọn chúng. Một cặp đôi song sát hành bill lên bờ xuống ruộng. Cả hai kẻ tưởng chừng như mạnh mẽ ngang nhau, nhưng thực chất Rorschach lại là một thực thể hoàn toàn khác. Ban đầu xuất hiện với vai trò là Shoichi, một người chủ quán tốt bụng hỗ trợ Bill cũng như Misora, thậm chí cưu mang cả Banjo. Tất cả mọi kế hoạch và sự dàn xếp của hắn đều rất hoàn hảo. Bất cẩn duy nhất của hắn có lẽ là không tính toán tới sự thông minh của Sento, mất đi toàn bộ ký ức của nhà khoa học ác ma. Nhưng Sento vẫn còn đó sự thông minh và nhạy bén. Đoán ra thân phận của Evos là ông chủ quán tốt bụng, hắn ta cũng không ngần ngại show ra thân phận này, chuyển hóa thành Bloodstar trước mặt của Sento. Đây là cú sốc lớn nhất mà Sento đã phải chịu đựng. Form dáng của Nyro và Bloodstar có vẻ như tương tự nhau vì cùng sử dụng hệ thống Strange Steam Gun. Chiếc bottle mà Bloodstar sở hữu là Cobra, rắn hổ mang, đem cho hắn ta một tông màu đỏ, một phần giáp với những đường ống chạy khắp cơ thể, biểu tượng Cobra trên gương mặt và phần thân, hai đường dây điện đặc trưng của những Rider sử dụng Strange Steam Gun. Điều khác biệt là những phần ống xả của Evos được quấn quanh người, chữ thay vì tạo thành những đường ống khối. Nyro sở hữu sức mạnh khối để thể hiện bản thân luôn chìm trong bóng tối như loài dơi, thì Bloodstar lại có những đường ống dẫn nước truyền cho hắn ta nguồn độc tố đến từ mảng xà. Khả năng và sức mạnh của Bloodstar cũng không dựa trên hazard mà dựa trên kinh nghiệm chiến đấu. Điều này càng làm hắn trở nên nguy hiểm khi đọc được những combo của Bill cũng như đánh out trên Nyro, trong khi cả hai cùng sử dụng một hệ thống giống nhau. Hai chiếc vòi trên tay của Bloodstar giúp hắn kích hoạt độc lên người kẻ thù. Dung lượng độc tố sẽ được tạo ra dựa trên ý muốn của hắn, từ những lượng độc nhẹ làm kẻ thù bị vô hiệu hóa cho tới lượng độc cực lớn làm tan biến và phân rã những mục tiêu mà hắn ta nhắm tới. Khả năng di chuyển và trường bò của một con rắn vẫn được Bloodstar thể hiện, cùng với đó là một số khả năng phụ như tạo làn khói đỏ để biến mất như những tên phản diện thường thấy. Trận chiến cùng Bill Sparkling mới là lúc Bloodstar thể hiện toàn bộ khả năng của mình. Nếu như tên Nyro thức tỉnh ở đôi cánh dơi là sức mạnh tối đa mà hắn có thể kích hoạt, Bloodstar triệu hồi lên hai con mãng xà từ nguồn năng lượng của bản thân, tạo ra sức mạnh từ hai thực thể có khả năng di chuyển độc lập là một khả năang vô cùng kinh khủng mà có lẽ chỉ có Banjo Ryuga khi sử dụng đòn finish mới tạo ra con rồng đối ngược lại với hắn mà thôi. Một số đòn tấn công khác của Evos cũng thể hiện bản thân là một con rắn uốn dẻo cơ thể và tạo ra một nắm đấm với hình tượng đầu rắn. Vũ khí chính của hắn cũng là khẩu Steam Gun kết hợp cùng với Steam Lay để tạo nên Steam Rifle. Đòn tất sát của Evos sử dụng Strange Steam Gun là Steam Wreck, kích hoạt cùng với chiếc bottle Cobra tụ một nguồn năng lượng khổng lồ vào đầu súng, bắn ra phát đạn cực mạnh vào người kẻ thù.